vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào anh em đến với channel của mình. Clip này mình chơi đó là Caffeine anh em ạ, Caffeine đi rừng luôn nha. Một ngày mình xin chúc toàn thể anh em luôn đó là vui vẻ và leo rank thành công. Nói chung về Caffeine thời điểm hiện tại thì được sử dụng rất chi là nhiều, nhà nhà Caffeine, người người Caffeine. Caffeine có thể đi lén và đi rừng. Và clip này mình sẽ làm đó là Caffeine đi rừng nha anh em. Con tướng nào cũng vậy, mỗi con tướng khi phù hợp với mỗi meta hiện tại. Nhiều con tướng được tăng sức mạnh, nhiều tướng thì bị giảm sức mạnh thế thảm. Con tướng nào tăng sức mạnh anh em sử dụng nhiều, và con tướng nào đó là giảm sức mạnh thì tất nhiên là anh em sẽ hạn chế sử dụng. Trận này thì mình gánh tà thân anh em ạ, bởi vì mình sợ đó là Harum có tém địch sáng cướp bùa sánh ấy, nên là mình sẽ ăn con bùa sánh trước và gánh tà thân, và cải kết thì cũng khá là hiệu quả. Rồi, Vân Ca. Ok, pha này chơi luôn anh em ạ, Vân Ca pha này. Vân Ca mà thời điểm này thì chưa sốc đám được mình, mà chưa sốc đám được mình thì chắc chắn đó là bị mình quay trở lại xả sát thương. Bởi vì đối với Caffeine thì hit and run quá là tốt nhá, thuộc dạng những tường đó là tốt nhất. Di chuyển và bắn, đối phương càng đuổi theo thì đó là gọi càng chết anh em ạ. Trừ khi những đối phương đó sốc đám được thôi, còn lại thì không hề sợ nhá. Với Caffeine thì có hai chế độ ở chiều 1, đó là đài liên và đài bạc. Chế độ đài liên thì anh em vừa bắn liên tục được, còn chế độ đài bạc thì anh em sẽ sử dụng được tâm xa hơn, cũng như là lượng đám sẽ to hơn, nhưng mà tốc đánh thì cực kỳ là chậm. Mỗi cái thì có ưu và nhược điểm khác nhau. Bây giờ mình sẽ gánh đường rồng này, nãy giờ thì gánh đường tà thần rồi, bây giờ mình sẽ gánh đường rồng nhá. Chắc chắn thì pha này có màng rồi, tiếp theo là ai? Tiếp theo bên kia đó là Lavi anh em ạ. Một vị xạ thủ cũng rất chi là mạnh và thường xuyên đó là bị cấm. Mình nhận thấy đó là Lavi đối đầu với Caffeine thì Caffeine đi trên cớ nhá. Bởi vì Lavi thì cũng hit and run quá tốt, nhưng mà đối với Lavi thì lại tốt hơn. Trừ khi đó là bị dính choáng nha anh em, còn không thì chơi thoải mái anh em ạ. Rồi pha này bật cái chế độ đài bạc lên để có thể nó xa hơn và lên bảng điểm số đến từ xạ thủ của tem địch. Ok, pha này sẩy chiêu cuối này ở chúng hai người luôn. Ôi con xỉu máu kia, pha này bật chế độ đài bạc lên nhá. Uầy, Vân Ca đuổi theo rồi, nhưng mà Vân Ca hết chiêu 1 rồi thì chắc chắn pha này mình chạy được. Nói chung hai bên thì vẫn đáng con đó là ngang bằng nhau anh em ạ, 5-5. Bây giờ thì phải lên đẹp cái trụ này nữa rồi. Thì thời điểm hiện tại đó là cái trụ đường dừa và đường ta thân xế giá được phút thứ 5 hà cũng cực kỳ là khó khăn nha anh em, bởi vì miền đó là 60% ấy. Nên là anh em làm sao tập trung đó là lấy được trụ đường rồng thì lấy, còn ở đường ta thân và đường mịt thì thực sự rất chỉ là khó. Ôi ông kia tại sao mà vậy mà danh dương a à, ý nói là ngộ không ấy. Mình tưởng là chửi mình chứ. Ý nói là ngộ không lúc nãy thì danh rừng mình ấy. Nhưng mà mình xin rừng rồi mà. Hơn nửa thì tém mình đó là pick 2 xà thủ rồi. Chạy đấu cho hết nắng. Double kill rồi. Bây giờ sẽ lấy cây trù này luôn nha anh em.
Ok, ăn được búa sánh của Triều Vấn này. Triều Vấn mà mất búa sánh thì chả khác nào là mất đi cánh tay phải. Đến là V6 thì Triều Vấn sẽ hạn chế được sức mạnh nhá. Triều Vấn sử dụng đó là năng lượng cực kỳ là nhiều luôn. Nên là lấy được búa sánh của Triều Vấn rồi thì quá tốt. Ôi, Triều Vân tem đích á. À, Triều Vân tem đích định nhử mình, nhưng mà cái kỳ thì nhử chứ sống thì đã bị lên bảng điểm số rồi. Và này mình bật cái quả cầu bắn sướng lên để né sát thương nhá. Triều Vân nghỉ mà hai anh em ạ. À, cấu nhử mình ấy, nhưng mà cái kỳ thì một phá cấu nhử đó là không thành công đến từ anh Trang, đó là Vân Cá. Gọi là ý tưởng thì tốt đấy, nhưng mà thực hiện thì chưa thành công rồi. Một phát này, hai phát này, một phát nữa này, lên bảng điểm số này, ở đó mà chiếu. Với cà phê này thì tâm xã chế độ đai bạc thì sẽ ở xa hơn nhá. Rồi pha này một lần nữa lại cướp búa sánh của Triều Vấn thì giúp đó là Triều Vấn, đó là sẽ giảm đi sức mạnh nhá. Pha này thì lấy cái trụ này. Rồi xà thủ của tem đích làm gì đấy? Ôi, bắn trù xong rồi bắn người anh em ạ. Pha này thì Triều Vấn có mà chạy lên quần. Cặp ven đấy thì chắc chắn là bộ trang bị thì sẽ sử dụng theo thiên hướng đó chỉ mang rồi. Những món đồ ví dụ như đó là thành kiếm, như là cúng ta mà thì không thể thiếu danh chó đó là cặp ven ý nhá. Bên cạnh đó thì mình sẽ lên cho nó xuyên giáp đó là cái kiếm Muramasa để có lượng xuyên giáp tốt nhất. Phù hiệu ở trận đấu này thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu đó là Thành Thuận nha anh em. Bộ phù hiệu giúp anh em đó là khi thấp máu thì sẽ búp được một lớp giáp. Một lần nữa lại gãy sáng búa sánh của đó tem đích chơi này. Một phát này, hai phát này, ăn được búa sánh tiếp rồi anh em ạ. Nãy giờ thì Triều Vấn bị mình ăn búa sánh rất chỉ là nhiều rồi, nên là giảm rất chỉ là nhiều sức mạnh nhá. Ôi đống đống đống. Thôi xong rồi, bị khóa rồi anh em ạ. À, bị xích cổ lại rồi. Và này bật cái cúng tà ma lên em cũng không được luôn. Quá là nhiều hiệu ứng khống chế đi, nào là ghi đú, nào là bị khóa bởi Arum đến Natalia nữa. Ồ không, đâu thể hiện đi. Thôi xong rồi. Mệt rồi anh em ạ, trận đấu này tém đi cùng sánh sáo mất rồi. Uầy ở thế công trụ kính quá anh em ơi, mình sợ Arum nó vào khóa ấy. Uầy ngô không tém bên kia, gõ không ra đám luôn á. Mình được bắn rồi anh em ơi, lên bảng điểm số, lên bảng điểm số đây. Và này bật đó là xạ thủ của tem địch luôn nhá.
Triple Q. 17 điểm hạ gục 17 mà mình ăn 14 màng rồi. Thế này thì tém mình lấy gì mà đánh. Ok, có ta thân rồi, có thể tấn công được này. Rồi, pha này vẫn cá ảo tưởng sức mạnh rồi anh em ạ. Mình đứng ở đấy thì không ai chơi được mình nha. À, rung thì cũng không khóa được mình nha anh em. Rồi, pha này chơi luôn. Ôi, con này chưa mất khóa kia. Nhưng không sao cả anh em ạ, à, mình vẫn đang con. Rồi, giáp hồn banh cùng với là có cúng ta má nữa. Một chọt này. Có thể lính rồi, nhưng mà mình nghĩ là chưa kết thúc được trận đấu anh em ạ. Bởi vì hiện tại thì tém địch ra rồi, tém mình thì rất chỉ là thấp máu nữa. Rồi thôi xong rồi, lật kèo rồi anh em ạ. Tém địch nó ra 5 người rồi, còn mỗi mình trên bản đồ nữa. Mệt quá, trận đấu này đúng là mình mà chỉ cày rồi thì chắc có lẽ là tém mình không còn hy vọng để chơi nữa. Ok, pha này cố gắng thủ nhà nhá. Với cả pha này thì chiếc cuối thủ cũng cực kỳ là tốt anh em ạ, dẹp lính cực kỳ là phê luôn. AD ngu ngô công ngu. 17, 14, 16, 13 đi. Thế lối này trận đấu này đúng là hai thôi rồi, tém mình gọi là cứ lên là chết á, không hiểu lý do vì sao. Bây giờ hy vọng đó Toro bảo kế được anh em ạ. Toro mà không bảo kế mà để nó bắt mình phạt rồi thôi xong luôn ấy. À rồi rồi, Triều Vân mất ulti rồi, chơi luôn đấy. Lên bảng điểm số này. Một người này, tiếp theo là ai? Tiếp theo thì mình sợ Arum quá nhất đấy. Arum nó toàn dí mình à. Nhưng mà không sao cả, pha này né được Arum rồi. Bắn luôn, bắn cả thế giới luôn này. Chạy đấu, một phát nữa, thêm phát nữa chết này. Uầy. Tiếc quá anh em. Trận đấu này 1-9 luôn anh em ạ. Thì luôn đấy. Nói vậy thôi, chỉ cho dù tém phịt thì tất nhiên là phải có tém thì mình mới giành chiến thắng nha, chứ một mình cũng không làm được gì đâu. Tuy là tém phịt thì cực kỳ là nhiều luôn đấy, nhưng mà dù sao thì cũng có tém thì mình mới giành chiến thắng được. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình nha. Bye bye. Mình xả đó là 200.000 đám luôn anh em ạ, 56% đám. Một trận đấu mà xả.